đến với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn mã suite vừa ngon vừa bổ vừa rẻ cho doanh nghiệp F&B. Đó là mã CBS220-24T-4G-EU của Cisco. Suite này thì rất là dễ sử dụng với bảng điều khiển trực quan Cisco Business Dashboard trên giao diện web hoặc là mobile app ngay trên điện thoại của chúng ta. Kèm theo đó là cái khả năng bảo mật tốt và độ tin cậy cao. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những cái mô hình mạng có số lượng thiết bị sử dụng trong khoảng 500. Với số lượng thiết bị lớn hơn thì các bạn có thể cân nhắc lên những cái dòng C1000 hoặc là C9200 series nhé. Ok, mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem bên trong nhé. Dòng CBS thì được Cisco đóng gói rất là đẹp các bạn ạ. Đây là bìa các tông cứng này, màu trắng này. Và bao bọc của suite là những cái lớp xốp như thế này. Nó sẽ đảm bảo cho cái việc là chúng ta vận chuyển thiết bị đi đường xa thì nó sẽ không bị móp méo hay là xước xát. Đây là con suite của chúng ta. Nó gắn kèm ở trong túi nên là một cái quyển hướng dẫn sử dụng nhanh. Mình sẽ lấy hộp phụ kiện ra xem có gì ở bên trong nhé. Đây thì sẽ là một cái dây nguồn trần EU này. Tiếp theo thì là một cái bộ mounting kit để chúng ta cố định thiết bị. Rồi, còn đây thì là thiết kế mặt sau của suite này. Các bạn có thể thấy ở đây sẽ có một cái cổng console RJ45 để đánh dấu màu xanh dương này. Hôm nay khi dùng để cấu hình cho suite chắc là ai cũng biết rồi. Tiếp theo ở bên này thì sẽ là một cái cổng nguồn AC để chúng ta cắm nguồn cho suite cho nó có nguồn để mà hoạt động. Con suite này thì sẽ có thiết kế không quạt, cho nên là các bạn có thể thấy ở hai bên mặt hông này sẽ có rất là nhiều những cái mắt lưới tản nhiệt như thế này để giúp nó tản nhiệt tốt hơn trong quá trình vận hành. Và với thiết kế không quạt thì chúng ta có thể đặt nó ngay ở trên bàn làm việc, không sợ gây ồn nào ảnh hưởng đến nhân viên đang làm việc. Rồi, tiếp theo thì sang mặt trước của suite. Ở đây thì sẽ có một cái nút reset nhỏ xíu này. Để mà dùng nó thì chúng ta sẽ cần đến một cái tăm nhỏ để mà chúng ta nhấn giữ ở đây khoảng 10 cho đến 15 giây thì nó sẽ tự động khôi phục lại cái cấu hình mặc định ban đầu. Sử dụng trong cái trường hợp mà nó gặp cái trục trặc kỹ thuật gì đó và chúng ta muốn nó reset về cấu hình ban đầu, chúng ta dùng nút này. Tiếp theo thì từ cổng số 1 cho đến cổng số 24 ở đây sẽ là 24 cổng RJ45 1GB. Và con này là suite layer 2 cho nên là tất cả những cái cổng này chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình chúng nó thành access port này, trunk port hoặc là link aggregation port đều được. Và tiếp theo ở ngoài phía ngoài cùng này thì sẽ có 4 cổng up liên quang USB 1GB. Đó, và chúng ta có thể cắm thêm rất là nhiều những cái mã module quang vào đây. Ví dụ như ở đây thì mình đang có cái mã module đó là GLCLHSMD. Con này thì nó rất là đặc biệt, đấy là nó vừa chạy ở chế độ single mode, vừa chạy ở chế độ multi mode được. Thì tùy thuộc vào cái dây dẫn quang đang dùng cho doanh nghiệp của chúng ta là loại nào thì cái con này nó sẽ chạy ở chế độ đó. Và khoảng cách truyền dẫn của nó thì có thể là 550m hoặc là lên đến 10km. Tiếp theo thì chúng ta có thể dùng mã module đó là GLCSXMMD. Đó là multi mode và khoảng cách truyền dẫn tối đa là 500m. Hoặc là nếu mà cần truyền dữ liệu trong cái khoảng cách xa hơn thì chúng ta có thể dùng đến cái mã module như là GLCEXMD single mode, khoảng cách truyền dẫn lên đến 40km. Hoặc khoảng cách xa hơn nữa thì chúng ta có thể dùng đến module GLCZXMD, nó lên tới 70km. Và thậm chí là nếu mà cần thêm những cái kết nối đồng thì chúng ta có thể cắm thêm cái module đó là GLC-T vào đây và cho những cái cổng USB này. Ok. Và khi mà dùng module quang thì các bạn lưu ý giúp mình là module quang nó phải cùng là multi mode hoặc cùng là single mode với lại dây dẫn quang đang dùng trong doanh nghiệp nhé. Chứ còn nếu mà các loại thì chúng nó sẽ không hoạt động được đâu ạ. Về phần cứng thì con suite này nó sẽ có RAM 256MB, flash 64MB.
Switching capacity thì sẽ là 56 gigabit per second, forwarding rate thì là 41,66 megabit per second. Và những cái tính năng layer 2 mà nó hỗ trợ có thể kể đến như là port grouping này, tức là link aggregation đó, lúc nãy mình cũng có nói rồi. Nó cho phép tạo tới 8 group khác nhau và mỗi group 8 port, hỗ trợ tới 256 active VLAN. Các loại VLAN như là management VLAN này, guest VLAN này, port bay N82.1Q, cap bay VLAN, GVRP tức là generic VLAN realization protocol, cho phép quản lý cấu hình và add các port vào VLAN được dễ dàng hơn. Cái giao thức IGMP Spooping V1, V2 và V3 thì sẽ cho phép chúng ta triển khai những cái dịch vụ ở multicast như là IPTV được tốt hơn, và nó hỗ trợ tới 256 multicast group. Và tính năng port mirroring thì sẽ cho phép chúng ta capture tất cả những cái traffic đi qua port để mà phân tích. Ví dụ như là traffic đi qua một port này, chúng ta có thể copy nó và chuyển nó sang cái port nó khác để mà xem xét và phân tích. Và một cái điểm vô cùng tiện lợi mình rất thích ở con switch này, đó là chúng ta có thể quản trị nó thông qua giao diện Cisco Business Dashboard trực quan, dễ sử dụng, giúp tự động hóa rất là nhiều những cái thao tác cấu hình, triển khai, tiết kiệm được thời gian và công sức, và cũng không cần đến IT phải có quá nhiều kinh nghiệm mới sử dụng được. Công cụ này thì cài đặt được trên tất cả những cái trình duyệt web phổ biến nhất như là Chrome, Cốc hay là IE hay là Safari v.v. Và đương nhiên là nó sẽ vẫn hỗ trợ quản trị và cấu hình bằng câu lệnh thông qua CLI hay là SSH hay là Telnet. Bạn nào mà quen dùng câu lệnh rồi thì cứ sử dụng nhé. Nhưng mà cá nhân mình thì sẽ thích sử dụng dashboard hơn bởi vì nó rất là dễ nhìn và dễ dùng. Ok, như vậy là mình vừa review nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất của Cisco CBS220-24T-4G-EU. Một sự lựa chọn quá là hợp lý cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ như là những cái nhà hàng này, khách sạn này, hoặc là văn phòng công ty, vân vân. Còn các bạn đánh giá như thế nào về con switch này? Comment cho mình biết ý kiến của các bạn bên dưới video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình cũng như là CNTV Shop một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.